Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha Hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2024 Giờ này là 8 giờ tối với cô chú anh chị và các bạn Luật sư Tiết Ngọc có chia sẻ một bài viết cách đây một tiếng đồng hồ rồi Thì ngày hôm nay có khá là nhiều cô chú anh chị và các bạn mình không tin tưởng luật sư Tiết Ngọc Và cũng như là có những comment nói về luật sư Tiết Ngọc thì bây giờ luật sư Tiết Ngọc đã có những bài viết chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình này ha em xin phép chia sẻ cả các nhà cách đây một tiếng đồng hồ cũng khá là lâu rồi chị luật sư Tiết Ngọc có chia sẻ như thế này đang cảm thấy bản lĩnh cùng với Nguyễn Trọng An là luật sư Nguyễn Trọng An ngày nay đó cả nhà để lên tòa phủ nhận cùng với chị Ni và chị Hồng Loan đó tại công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm quan, bài viết có ghi như thế này đáp trả là bản năng im lặng là bản lĩnh Đó. người sâu sắc sẽ không đánh giá một người qua miệng một người khác người có trách nhiệm sẽ không nhận xét một sự việc khi họ chỉ suy đoán mà hoàn toàn không có tư liệu của người trong cuộc người nhân danh yêu thương sẽ không công kích người đang bảo vệ quyền lợi của người nhà mình nói quan tâm luật sư cần soi dịu không cần nhận dắt không cần thảo mai vân vân Luật sư chỉ chia sẻ những gì có thể chia sẻ và với những người quan tâm và yêu thương. Vì đơn giản công việc của luật sư không phải mang phơi bày tất cả hồ sơ vụ án mới chứng minh mình đang làm việc. Cảm ơn những cô chú bác, anh chị quan tâm lo lắng đã nhắn tin, gửi link này kia. Luật sư xin ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm. Chứ 100% luật sư không có thời gian để nghe hay đọc tham gia tương tác đâu ạ. Sáng đi tòa chiều đi thi hình án, tối về công ty chưa về nhà. Để ngồi làm việc, lo chuyện Tết tới rồi, cho sắp nhỏ tâm quan đây ạ. À. Hi hi. Thì à, cả nhà thấy đây là những chú tiểu cả nhà. À, không nói, không nghe. À, không thấy không nghe và không không nhìn gì nè cả nhà bốn bức tượng nè không nói à, không nghĩ không nghe và không thấy gì nè và dưới đây thì có một cái câu thơ một bài nói cô cô viết như, như thế này những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn và những điều tốt đẹp nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc đó cô chú anh chị đó là bài viết của luật sư tiến ngọc ha thì em chia sẻ với cả nhà mình một chút xíu hồi lúc nãy thì cái video gần đây nhất của em thì em có chia sẻ em nói với cô chú anh chị và các bạn mình đó thì luật sư tiết ngọc không thể nào à, không thể nào gọi là sao ta phải nói là quy một cái lợi ích khác mà bỏ đi chị hồng loan cũng như là không quan tâm đến chị hồng loan thì cái đó là điều chắc chắn không thể nào à quý cô chú anh chị hồi nãy thì em cũng có ví, lấy ví dụ đây là một cái vụ án dân sự uh, về tranh chấp tài sản tranh chấp thừa kế uh, của con gái có nghệ sĩ vũ linh của tú vũ linh hay cả nhà nếu mà trường hợp luật sư tiến ngọc ha mà bản lĩnh đủ bản lĩnh gọi là giành phần thắng về cho chị hồng loan thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi cái sự lan tỏa và cái vấn đề mà yêu thương của cộng đồng mạng rất là lớn thì luật sư tiến ngọc không thể nào đánh đổi vì một cái vật chất nào đó mà bỏ chị hồng loan được cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha sau khi mà thắng vụ kiện này rồi á thì công ty tâm quan nói chung luật sư Tiết ngọc và luật sư chồng an phải nói là như ngôi sao hạng a luôn cô chú anh chị nó rất là nhiều trong thời gian mà gọi là trong thời gian thôi nha à, gọi là bảo vệ chị hồng loan đó thì có rất là nhiều người biết đến luật sư Tiết ngọc và nhờ luật sư Tiến Ngọc hỗ trợ giúp cho những cái vụ kiện thông qua cái sự kiện sự vụ việc của chị Hồng Loan đó cả nhà cả nhà cũng biết ha phải nói là một cái sức lan tỏa của cộng đồng, cộng đồng mạng rất là lớn thì luật sư Tiến Ngọc không thể nào đánh đổi cái danh tiếng của mình như vậy mà được ha cả nhà mình cứ yên tâm đó là theo cái cách suy nghĩ của em của chú anh chị thấy đúng thì cho em xin một like ha rồi bây giờ thì em xin phép chia sẻ những cái comment phía bên dưới cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem coi khán giả nói gì ha đầu tiên thì em thấy cái cầm anh là cô chị Thị Na chị nói là yes ủng hộ chị <laughs> có một cầm anh tiếp theo là thương chị luật sư Tuyết Ngọc rất là nhiều trong vụ kiện drama mà những con người tham lam tham của không phải của mình họ không có đạo đức của một con người nên mới công kích luật sư tâm quan em chúc các cô chú anh chị đoàn luật sư thật nhiều sức khỏe và luôn thành công Tiếp theo là chị Trà Thanh. Lúc này là lúc các bên phải bản lĩnh và tự tin để bên kia nó cười nhếch mép nha mọi người. Chúc em và công ty Tâm Quang có một cái Tết thật đủ và năm mới thật đà đầy. Thật đầy là tin vui. Ruby Lee thì có chia sẻ tôi ủng hộ luật sư thật. Hành nghề luật sư là hành nghề luật sư thật. Ngày làm việc trên trên tòa là giáo viên của các luật sư tương lai luật sư chỉ cần làm hài lòng thân chủ là được đừng bị khích và đáp trả cho cho vé nó hả hay là ve chó đó <laughs> và cho vé là ve chó đó nó hả hay các cô chú anh chị thì à, em cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình luôn à, luật sư tiết ngọc và luật sư trọng An không phải chỉ có riêng hai luật sư này không đâu mà là có cả một đoàn luật sư và bên cạnh đó thì phía sau luật sư Tuyết Ngọc và luật sư Trọng Ăn có những người thầy thâm niên rất là nhiều và những giảng viên gọi là đứng giảng viên luôn cô chú anh chị trong các trường đại học luật đó thì cô chú anh chị thử nghĩ xem cái cái lực lượng hùng hậu của luật sư tâm quan thì lớn cả nào mạnh cả nào chẳng qua là đó là một cái gọi là im lặng thôi cả nhà đáp trả là bản năng và im lặng là bản lĩnh đó cô chú anh chị luật sư tiết ngọc nói rất là hay ha Uh, Tiết Kiều Thị Nguyễn chia sẻ thì mình cũng xin luật sư Tiết Ngọc Hải thận trọng nhiều hơn nữa với phe đối lập. Theo mình thì tòa thủ lý có thể là một trong hai lý do. Thứ nhất là có thể là luật sư bên kia giỏi, biết tận dụng cơ hội, điểm yếu gì đó. Thứ hai là vì đơn kiện liên quan đến cơ quan nhà nước mà ẩn sau đó là nên thủ lý để cho những ai đó có ý chống đối lại nhà nước ha hoặc được pháp luật quan tâm đến nè à? chống chống phá chống phá nền Việt Nam nè được pháp lờ, được pháp luật quan tâm đến chúc cho luật sư bảo vệ thành công cho Hồng Loan để mọi người yêu thương gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh được vui mà an lòng mà cô chú anh chị tiếp theo là chị Trang Bùi ha chia sẻ là luật sư Hải cứ vẫn tay chèo rất thương quý luật sư chúc cho luật sư sức khỏe để tiếp tục bảo vệ cho chị Hồng Loan rồi tiếp theo là nhà nhà đẹp Phúc Phương chia sẻ là chuẩn ủng hộ luật sư Ngọc và công ty Tâm Quang không trả lời những kẻ cơ hội đố kỵ im lặng là khinh bỉ những thành phần bất hảo phạm thiên phúc chia sẻ là thương lắm hiểu lắm cố lên chị ơi án dân sự lúc nào cũng cần có thời gian nghe mọi người ạ à. và cần sự kiên trì án hình sự bắt giam ở tù thì điều tra rất là nhanh nên mọi người hãy bình tĩnh yên tâm không lo lắng gì nha mong mọi điều tốt đẹp với hồng loan cố lên nhé luật sư mọi người luôn tin tưởng luật sư đó tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối luật sư ngọc và luật sư tâm quan gửi đến luật sư chữ thương và chữ tinh Đó. chúc chị thật nhiều sức khỏe và luôn bình an uh, an yên trong cuộc sống thành công trong công việc em thương thương em ngọc cứ vui vì cuộc đời cho phép mình làm trời biết miễn lòng thanh thản vui vẻ là ok mãi ủng hộ luật sư tuyết ngọc i love you <laughs> yêu thương và tin tưởng chị nè em hiểu chị cố lên ủng hộ luật sư tuyết ngọc chúc chị được nhiều sức khỏe đi đến đâu tình vui chiến thắng người đến đó à, chiến thắng cố lên luật sư ơi cố lên chị luật sư dễ thương và đây là những trái tim cả nhà tin tưởng chúc chị luật sư tiết ngọc nè giữ gìn sức khỏe nha chị luôn tin tưởng chị Wow, kệ đi chị ơi, chúc chị luôn khỏe, ủng hộ chị, người luôn ủng hộ Hồng Loan trong suốt 10 tháng qua. Đó, trái tim rất là nhiều nha cả nhà ha. Cố lên chị nhé, ráng cố gắng giúp cho Loan chị chúc cho em buổi tối vui vẻ bên gia đình cố lên em nhé cả nhà à, thôi đi đừng nói nhau nữa cả nhà ha <laughs> luật sư nói chuẩn nhiều người nói thì hay mà làm không ra Sao chúc cho luật sư ừ, mãi ủng hộ lẽ phải ha chúc chị lúc sáng chị hoang mang lo lắng cho hồng loan và luật sư nhưng chị vẫn luôn tin tưởng sự im lặng không ngoan của luật sư chị cũng không đồng tình với những ai chỉ trích luật sư ngọc à. nghe thương hết sức chờ ngày phán xét thôi tin tưởng luật sư tuyệt đối vào luật sư ai cũng có ai cũng muốn cô sáu có chuyện tòa thủ lý xử sáu đóng tiền phí quyết định chấp nhận giấy khai sinh là ok <laughs> luôn luôn tin tưởng cách làm việc của luật sư chuyên nghiệp còn ai kia tăng bóc người người của mình chê bai luật sư ngọc làm việc không hiệu quả nhưng luật sư của họ bao nhiêu ngày tuyên bố này nọ cho đến bây giờ thì nít ảo nít thật vẫn ra rã chửi bới du khống ni loan hàng ngày vậy là giỏi lắm chưa lúc luật sư ngọc mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách ừ. cố lên chị nhiều khi chú vũ linh khiến cho họ làm cứ đi thư kiện rồi sẽ hết tiền sau này họ sẽ trả cái giá thật là đáng luật nhân quả không sai đâu <laughs> hai đây 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 có một cái a à... cái nguyễn nguyễn à... anh gì đây cả nhà hay nhưng phải nói cách làm việc của chị quá chậm chạp chán ha <laughs> đang vô kích động rồi cả nhà nói như vậy là kích động nha kích động đấy thì à, những cái tin nào mà tiêu cực thôi thôi kệ nó cả nhà ha đó nguyễn minh anh đây nè phải nói là rất là kích động ha cả nhà hồi nãy thì em thấy hình như là cái nick này cũng chạy vô cái đường like của chị vô nói này nói kia sao chậm hay là chậm hay là không chậm gì đó miễn sao nó hiệu quả là được rồi giữ gìn sức khỏe luật sư người có học và hiểu lực sẽ tin tưởng luật sư Ngọc tuyệt đối 100 trăm ha à, Mai Thảo Nguyên nè à, thương luật sư mong rằng luật sư giữ vững tinh thần giữ vững tinh thần đừng để bọn xấu xa tiên đệ chia cách tình chị em của luật sư và Ni là nhắc là em Hồng Loan Bởi Hồng Loan rất cần một người vừa có tâm như luật sư Ni Luật sư nè, Ni hay nói luật sư đã coi em Hồng Loan như em gái Bởi vậy tôi luôn tin tưởng và yêu thương luật sư Chúc cho luật sư nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống Ở đời không ai học được chữ ngờ, khuyên luật sư nên thận trọng Đây cũng là một cái cách là thận trọng hay cả nhà Lê Trọng An Biết là luật sư sẽ cố gắng vì thân chủ, vì danh dự của tâm quan và vì bản thân của mình nữa nhưng chúng tôi chỉ là những người dân bình thường đã theo dõi cái drama này đôi khi không hiểu về pháp luật nhưng các như các luật sư chúng tôi cũng có cảm xúc lo âu vui mừng và cũng tin vào pháp luật cũng như luật sư nhưng sao cái gì cũng thủ lý vậy ừ, chứng cứ của mình không đủ hay hay do sự chủ quan vân vân à, rất là nhiều rất là nhiều cuối cùng cũng là mong lẽ phải được thực thi cảm ơn tài sản của cha là con hưởng hồng loan an tâm làm ăn linh hồn của người sĩ được an yên hà đó chẳng minh thu cố lên luật sư nhé mọi thông tin của các trang mạng à, không cần thiết không cần giải thích giải quyết giải pháp gì cả cứ làm theo trình tự của pháp luật và có những chứng cứ lên tòa vân vân được sư biết hay không biết không phải ai cũng cần hé lộ này này kia cho tất cả đều biết ha đó, cô chú anh chị mình cứ bình tĩnh nha cả nhà qua wow rất là nhiều tin nhắn cả nhà phải nói là cô chú anh chị mình đó, yêu thương và quan tâm luật sư vô cùng mình muốn hỏi luật sư bên kia kiện đòi tước giấy con nuôi và quỹ giấy khai sinh của em Hồng Loan họ có chứng cứ gì mà tòa án thụ lý đơn kiện của họ vậy luật sư luật sư có thể cho chúng tôi biết được không nếu không có chứng cứ vì tại sao tòa án lại thụ lý đơn kiện vậy luật sư có thể giải thích không xin cảm ơn luật sư nhiều. <laughs> ở đây là một câu hỏi ha, của cô chú anh chị. thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. người ta bây giờ em chia sẻ cả nhà nè, coi đúng hay không? em trả lời cái câu hỏi này thử coi đúng không cả nhà. bây giờ á thì à, tòa án thì à, là một cơ quan nhà nước ha. thì ví dụ như phía cô xích cô kiện cô muốn hủy giấy khai sinh, cái đó là quyền của cổ đó là quyền công dân. người ta muốn làm gì người ta làm ha. cái quyền công dân thì ví dụ họ có luật sư mà bên kia thì họ cũng có luật sư mà họ làm một cái đơn nó họ làm một cái lá đơn họ cứ đưa đơn vào kiện họ muốn hủy họ muốn làm gì đó họ làm nhưng à, bên phía tòa án sẽ nhận và thụ lý thụ lý ở đây có nghĩa là thụ lý không phải là để xử lý hay cả nhà thụ lý có thể là bác bỏ ha nhận xong có thể bác bỏ là chuyện bình thường thụ nhưng mà khi mà thụ lý cái đơn thì cần phải đóng phí hay cả nhà theo như em nghĩ nha theo như em nghĩ có đúng hay không nha ví dụ cô chú anh chị mình đâm cái đơn kiện vô đưa cho tòa án tòa án nhận ok ờ anh chị cái người nào kiện phải đóng án phí cho cái vụ này để cho phía bên cơ quan chức năng người ta đi gọi là điều tra đó là án phí ha điều tra coi đúng hay không người ta chạy đôn chạy đáo tiền xăng tiền cổ ví dụ vậy em nói ví dụ theo cái cái hiểu mình biết ha cái lý lẽ mình biết thôi đó gọi là cái án phí để người ta tìm hiểu coi đúng hay không bà kiện có đúng hay không hay là bà kiện xàm, bà kiện tào lao ví dụ vậy nếu đúng thì người ta giải quyết còn nếu sai thì người ta sẽ bác bỏ ha cả nhà đó thì đối với hồng loan đối với luật sư tiết Cập đối với chị ni dàn thật thì không sợ lửa cho dù bà xích bà có kiện thì mình đi hầu và bên cạnh đó thì ngày nay báo pháp lực cũng có đưa tin là chị hồng loan là đã lên trên đó và đã gọi là không hòa giải nha cả nhà gọi là phía bên tòa án lúc nào họ cũng vậy họ cũng muốn mọi người đều hòa giải người ta trong cái cái tòa á, người ta cũng còn có, có tình người nữa cả nhà ngoài cái pháp luật còn có cái tình người tòa án lúc nào cũng muốn hòa giải nhưng mình không hòa giải thì mình không hòa giải hai cả nhà mình không chấp nhận đó là cái việc của mình đó. thì nếu mà không chấp nhận thì tòa xử lý không hòa giải vậy thôi cũng giống như đơn giản nè em ví dụ với cô chú anh chị và các bạn mình một cái đơn giản dễ hiểu nè đối về vấn đề mà ly hôn đi ly dị đó thì khi mà ra tòa giải quyết thì trước tiên thì phải những cái cấp dưới ha những cái cơ quan mình sơ thẩm đó những cái cơ quan nhỏ nhỏ ở dưới đó thì họ hòa giải cho đôi vợ chồng ừ tại sao vợ chồng sống chung với nhau bao nhiêu năm mà còn phải uh, ly dị như thế này thế kia có thể không ly dị hay không để cho con cái được vui vẻ có cha có mẹ ví dụ vậy ha thì uh, người ta sẽ hòa giải một lần hai lần ba lần đó rồi nếu không chịu thì lên tòa án giải quyết nhưng mà lên tới tòa án rồi người ta vẫn hỏi nữa cô chú anh chị người ta vẫn hỏi nữa là có uh, quyết định chính chắn chưa có thật sự là muốn ly hôn ly dị hay không uh, ly hôn ly dị thì con cái nó sẽ như thế nào con nó sẽ đi về đâu nó theo ai theo cha hay là theo mẹ tội nghiệp nó nó không có cha nó không có mẹ cũng tội nó đúng không cái đó là cái ví dụ em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình nhưng đối với sự việc của chị hồng loan ở đây là chúng ta đã thấy trên báo pháp luật có đăng có đăng và chia sẻ rằng chị hồng loan không hòa giải nha cả nhà cương quyết là xử lý cô xít tới cùng ha không để cho cái ác nó lên ngôi hay quý cô chú anh chị mình ha đó là chia sẻ của em theo như suy nghĩ của em cô chú anh chị mình thấy đúng à, cho em xin một like đăng ký kênh và một lượt chia sẻ ha còn nếu không đúng chúng ta cùng nhau thảo luận ha quý cô chú anh chị rồi bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo có rất là nhiều bình luận muốn gửi gắm tâm tư tình cảm cho luật sư tiết ngọc có rất là nhiều ha em đại diện chia sẻ một vài tin nhắn thôi cả nhà một vài cập manh thôi ha rồi bây giờ thì mình chúc cả nhà mình có một ngày mới, à, có một buổi tối, xin, xin lỗi ạ, à. nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, trong công việc của mình. Và cô chú, anh chị, mình ơi, hãy tin tưởng vào luật sư Tiết Ngọc, hãy tin tưởng vào luật sư Trọng Ăn và cũng như là hãy tin tưởng vào công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Quang ha. À, đã theo chị Hồng Loan suốt 8-9 tháng nay cả nhà mình cứ yên tâm và bên cạnh đó chúng ta hãy ủng hộ hồng loan và bảo vệ hồng ly nha, cả nhà xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình rất là nhiều ạ